bóc phốt 350 người trúng Vietlott 8.000 tỷ đồng. Vietlott đã hoạt động 6 năm nhưng lại có đến 350 người trúng jackpot, còn Powerball ở Mỹ có tuổi đời 30 năm nhưng chỉ có 400 người trúng. Vietlott lừa đảo, Vietlott là để rửa tiền. Bạn đã nghe những câu đó bao nhiêu lần rồi, vì nghe quá vô lý đúng không? Tại sao số người thắng giải jackpot của Vietlott lại cao hơn ở Mỹ trong khi dân số chỉ bằng 1/3? Đây không phải là bài phân tích về toán hay xác suất vì nó nằm ngoài tầm hiểu biết của mình, cho nên đừng đòi hỏi tính chính xác về mặt hàng lâm. Chuyện là thấy nhiều người chế nhạo việc Vietlott đến nay đã có 350 người trúng độc đắc hay jackpot nên mình tự tìm hiểu và so sánh với Powerball. Sau đây là vài điều thú vị về Vietlott bạn cần biết. 1. Vietlott bắt đầu sổ từ năm 2016 cho đến nay đã là 6 năm rồi. 2. Vietlott quay số một tuần là 6 lần cho giải Mega và Power. 3. Cách để thắng jackpot trúng 6 số từ 1 đến 45 cho Mega và 6 số từ 1 đến 55 cho Power. 4. Đã có 350 người trúng giải jackpot trúng 6 số hoặc 5 số chính cộng 1 số phụ. 5. Tổng số tiền thưởng đã là 8.000 tỷ đồng hoặc 347 triệu đô. 6. Bình quân thì mỗi tuần sẽ có một người trúng jackpot và trở thành triệu phú đô la. Sau đây là những câu hỏi gây tranh cãi. Xác suất để trúng Vietlott là bao nhiêu? Cho giải Mega, trúng 6 số từ 1 đến 45, xác suất là 1 trong 8 triệu. Cho giải Power, trúng 6 số từ 1 đến 55, xác suất là 1 trong 29 triệu. Xác suất để trúng Powerball ở Mỹ là bao nhiêu? Trúng 5 số từ 1 đến 69 và 1 số từ 1 đến 26. Hai cái phải khớp, xác suất là 1 trong 292 triệu, nghĩa là khó hơn Vietlott đến 36 lần. Đã có bao nhiêu người trúng jackpot của Powerball rồi? Trong 30 năm lịch sử chỉ có 40 người trúng. Bình quân, một năm 13 người hoặc một tuần 0.25 người, nó cực kỳ khó và hiếm. Đến mức khi có người thắng thì sẽ trở thành tin toàn cầu. Vietlott có phỉ người thắng không? Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy có gian lận hay người thắng ảo. Vậy tại sao ở Mỹ có ít người trúng jackpot hơn Việt Nam? Vì xác suất để thắng Powerball ở Mỹ khó hơn, 1 trong 292 triệu với 1 trong 8 triệu của Vietlott. Chưa kể, 45 số dễ trúng hơn 69. Vietlott có rửa tiền không? Nếu có thì bằng cách nào? Hoàn toàn không có bằng chứng cho thấy Vietlott dùng để rửa tiền, chỉ là thuyết âm mưu. Nhưng nếu rửa tiền thì họ sẽ cho một ai đó trúng rồi nhận giải, vì ẩn danh nên công chúng không thể xác nhận được. Tại sao người trúng jackpot là ẩn danh? Ở Mỹ thì sao? Ẩn danh để bảo vệ tính mạng của người thắng, lỡ có ai đó lợi dụng để tống tiền thì sao? Còn ở Mỹ thì người trúng phải công khai danh tính để cho công chúng thấy rằng đó là người thật, mục đích là để bảo vệ tính trung thực của số số. Tùy thuộc theo quy định nữa, có nơi yêu cầu phải công khai, có nơi cho ẩn danh. Ở những nước như Úc thì người thắng sẽ ẩn danh, bạn chỉ có thể biết về tiệm bán vé và tên vùng. Tại sao nhiều người cho rằng Vietlott phỉ người thắng? Vì ở Việt Nam, người thắng được ẩn danh. Chính vì điều này đã làm nhiều người hoài nghi. Khi họ không có niềm tin thì sẽ bác bỏ tất cả chứng cứ để tin vào các thuyết âm mưu. Ở đây không nói Vietlott đúng hay sai mà là niềm tin của người dân. Họ không tin tưởng, thiết nghĩ Vietlott có thể thử công khai danh tính để không ai nghi ngờ nữa. Vietlott đã đóng góp bao nhiêu cho ngân sách? Theo báo cáo trong năm 2021, thì Vietlott đã thu hơn 5.140 tỷ đồng hoặc 221 triệu đô, trả thưởng hơn 2.800 tỷ đồng hoặc 121 triệu đô, chiếm 54% doanh thu, đóng góp hơn 1.300 tỷ đồng cho ngân sách địa phương. Vietlott đóng góp gì cho Việt Nam? Vietlott là cỗ máy tạo triệu phú nhanh nhất, cứ mỗi tuần là có 1 triệu phú đô la được tạo ra. Khỏi cần sản xuất, miễn cần cắt xám, chỉ cần chơi Vietlott là được. Một năm, 52 triệu phú, 10 năm là 520 triệu phú, cho nên tầng lớp siêu giàu ở Việt Nam tăng nhanh là điều không bất ngờ. Nghe như châm biếm nhưng nó là thực tế. Kết luận, nội dung trên chỉ là quan điểm cá nhân, sổ số từ góc độ nhà nước chỉ là cách để kiếm thêm cho thu ngân sách nhằm chi trả cho hoạt động công. Chơi Vietlott hay không là lựa chọn cá nhân của bạn, nhưng nhớ đừng cờ bạc hay ôm mộng làm giàu.